Anh thèm món lạ hả? Thì phở đây. Lạ gì ăn hoài? Có món mới lạ mà ăn hoài không chán này. Xin giới thiệu mì gà sợi phở gấu đỏ với sợi mì bản lớn giòn, dai, nhai đã. Hành phi thơm quá. Giòn, dai, nhai đã. Mời bà con thưởng thức mì gà sợi phở gấu đỏ giòn, dai, nhai đã. Hè nè. Yes, no,